Hiện đây thời tiết đang chuyển sang mùa lạnh, đây là điều kiện thuận lợi để nấm bệnh và vi khuẩn phát triển mạnh trên các trà lúa làm đồng đến trổ. Thực tế cho thấy, những vụ lúa gần đây thường xuất hiện cùng lúc bệnh đạo ôn và cháy bì lá, làm cho việc phòng trị của nông dân gặp nhiều khó khăn. Những dịch hại này gây tổn hại bộ lá, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của lúa. Nếu bệnh nặng vào giai đoạn làm đồng sẽ ảnh hưởng đến năng suất. Không biết cái nguyên nhân đó nó ảnh hưởng do gì mà lúa khi chỗ mà bị cái đó là thất thu nhiều lắm. Cháy bìa lá với lép vàng đó là hai cái bệnh nó có giống nhau không, mà năm nào cũng bị hết. Và nếu mà lép vàng thì nó ảnh hưởng năng suất là 30-40% đó. Là mùa xuân sắp đến, mùa Tết sẽ đến. Thì cái này cũng thực tế thôi bà con. Thì năm nào cũng vậy. Thì khi mà thời tiết se lạnh hay là cái ẩm độ trong không khí cao thì nó sẽ bệnh hại rất nhiều. Thì ở đây qua phóng sự thì tôi thấy là cái nỗi lo của bà con nông dân đó là cái bệnh do vi khuẩn. Thì ở đây bà con có đưa ra những vấn đề như sau. Thứ nhất là về cái để làm sao phòng trị hiệu quả, đạt hiệu quả. Cái thứ hai là cách nhận diện có khác biệt nhau giữa cái vi khuẩn cháy bì lá và cái vi khuẩn do cái lép vàng hay không. Thì trước tiên á là có trên lá đó bà con, thì nó cháy dọc hai cái mép lá và ban đầu nó chỉ là cháy viền nhẹ thôi bà con. Xin mời cho cái hình tiếp theo ạ. Thì ở trên lá đó bà con thấy không? Cái ở trên góc trái màn hình đó bà con có thể thấy là cái giọt vi khuẩn đầu tiên thì cái màu trắng trắng sữa và trắng đục, thì nó sau khoảng vài giờ thôi con thì nó chuyển sang cái màu màu vàng, và sau đó thì chuyển màu nâu đậm, thì coi như là nó có khả năng lúc này nó lây lan sinh sôi rất là nhanh bà con. Đó thì cái bà con có thể là biết được đây là cái cách nhận diện. Còn một cái nữa đó là cái vi khuẩn gây ở trên hạt, cái này là nó ảnh hưởng năng suất rất lớn bà con. Thì ở trên lá rồi thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện khả năng cái lá nó quang hợp để giúp cho cái lúa của mình vô gạo tốt. Nhưng ở đây đã lúa nó có trổ rồi, lâu vô hạt rồi, nhưng mà lại vi khuẩn tấn công vô hạt. Thì bà con để làm sao biết cái này là do vi khuẩn hay là do cái lem đép, những yếu tố khác, ví dụ như do nấm hay là do một số côn trùng như nhện dét. Thì ở đây bệnh lép vàng bà con có thể nhìn ở trên hình rất rõ. Đó là bên góc trái màn hình đó bà con có thể thấy là cái hạt lúa khi mà nó bị vi khuẩn rồi bà con. Thì cái lúa nó màu hơi nhạt hơn ha. Và ban đầu bà con có thể thấy là khi mà bông lúa nó màu vàng vàng nhạt đó, bà con tách hạt lúa ra thì bà con thấy rất là rõ là nó bị thối ở từ đầu cái đầu hạt, nghĩa là tính từ cuống đó bà con, tính từ cuống hạt á. Bà con tách ra nó thối ở ngoài đầu thối trước nha. Thì đây là cái này là cái khả năng là do vi khuẩn rất là cao rồi. Thì lúc này là bà con xác định là chắc cú rồi đó. Thì lúc này là mình phải phòng ngừa sớm từ giai đoạn lúc bắt đầu lúa trổ, thì chúng ta phải phòng ngừa liền đó, thì chúng ta sẽ ngăn chặn có hiệu quả đó. Nếu không thì sao, để nhiều rồi đúng không, thì nó sẽ gây cái hiện tượng mà lúa nó lép, nó ban đầu nó thối ở đầu hạt rồi sau đó nó thối cả hạt, mà nhiều hạt như vậy thì nó sẽ làm cho bông lúa của mình nó không vô gạo, nó lép được, thì hạt lúa nó, bông lúa nó bị đơ lên vậy đó. Thì bà con hay gọi là bệnh đơ bông hay là do bắn máy bay đó, bệnh bắn máy bay đó, thì nó là cũng cái đó là cái là do cái bệnh do vi khuẩn đó bà con. Thì thường thường cái những cái thời tiết mà như điều kiện nãy giờ tôi chia sẻ với bà con thì đó là những điều kiện để mà cho cái vi khuẩn nó gây hại. Là ở giai đoạn làm đồng đó, thì cái giai đoạn này là đã vi khuẩn đã được có vô rồi. Nhưng làm sao bà con phải biết được với những cái yếu tố mà giống nhiễm hay là thời tiết thuận lợi thì chúng ta phải chặn đứng từ ban đầu. Nếu phát hiện có những cái vết mà do vi khuẩn những nó vệt nó hai bên mép lá đó bà con, hay là bà con phát hiện được những có giọt vi khuẩn đó, thì bà con phải chặn đứng ngay từ giai đoạn làm đồng, chúng ta đưa vô sớm. Ở giai đoạn này thì bà con sử dụng cái tô tan để đưa vô cái quản lý vi khuẩn. Tại sao chúng ta bảo vệ từ giai đoạn làm đồng? Tại vì ở giai đoạn làm đồng đây là cái nền tảng để lúa tạo năng suất, mà nếu mà vi khuẩn tấn công vô sớm quá đó còn thì làm cái bộ lá lá đồng của mình nó bị hư đi, thì cái khả năng quang hợp rất là yếu, khả năng quang hợp yếu thì không đủ
về dưỡng chất cũng như nó chuyển hóa thành cái tinh bột, nó đưa vô gạo làm cho hạt gạo, hạt lúa của mình đầy đặn cũng như là cái năng suất tối ưu. À, còn tới khả năng mà tới giai đoạn cổ nữa, lép vàng cái nữa thì nó cả khả năng nguy hiểm hơn. Nên chúng ta đưa cái tô tan vô từ giai đoạn sớm để quản lý là cái vi khuẩn cháy bình lá ở từ giai đoạn làm đồng đến giai đoạn trước trổ, để bảo vệ cái lá đồng. Thì tô tan thì bà con cái dạng gói 20 gram đó, con chỉ cần là đưa cái liều là 0,4 ký trên một hectare, hay là con đương gói trên một bình, rồi con chặn từ giai đoạn này thì quản lý rất là tốt vi khuẩn. Thì tô tan ở đây đó bà con, hay là gì, vi tô tan á là phòng trị được cả cái vi khuẩn ram âm và ram dương, nhưng mà ở đây á là cái tô tan khi mà con đưa vô đúng không, thì nó quản lý việc vi khuẩn rất sớm, và cái khả năng hạn chế tạo tính kháng của vi khuẩn thì bà con biết rồi, cái vi khuẩn nó kháng cũng rất là dữ đó. Và cái nữa thì đối với cái tô tan bà con được cái bà con an tâm khi đưa tô tan vô để quản lý cái bệnh cháy bì lá từ giai đoạn sớm á, thì cái hay của tô tan là bà con phun vô là nó không có gây cái ngộ độc lá, mà nó thì bà con gọi là mát lúa đó con, thì đưa vô nó không có gây ra hiện tượng cháy chớp. Thì cái này là cái ưu thế mà cái tô tan mang lại để cái quản lý cái bệnh cháy bì lá từ giai đoạn ở giai đoạn làm đồng. Nhưng mà một cái lần nữa bà con cũng rất quan tâm, đó là ở giai đoạn trước trổ và sau trổ đúng không? Thì hồi nãy có bác nông dân là chia sẻ cái kinh nghiệm cũng như băn khoăn á, thì cái này rất là hợp lý và rất là đúng. Đối với vi khuẩn ở giai đoạn ở trên bông á, thì trước trổ và sau trổ thì chúng ta phải ngừa thôi, giống như cái độ ôm của bông. Nếu mà để tấn công vô rồi thì thiệt hại rất là lớn. Và thậm chí lúa chỉ còn vài bao thôi, vừa chỗ bác nông dân nãy có chia sẻ 30% ảnh hưởng thiệt hại, thì cái đó là cũng là khá nặng, mà tôi đã từng thấy những cái ruộng mà nó ảnh hưởng trên 30% luôn, năng suất ảnh hưởng rất là lớn. Thì đối với đoạn lúc chỗ trổ là sẹt đó bà con, thì bà con ngăn là như thế này: khi lúa trổ là sẹt á thì bà con đưa vô cái tô tan để ngăn ngừa cái vi khuẩn mà lép vàng, hay là tránh cái hiện tượng đơ bông đó bà con. Thì ở ngay giai đoạn này thì bông cũng rất thuận lợi, đó là đưa vô luôn cái anh ghét đó bông để quản lý cái ngược cái độ của bông, hay là cái độ ôn nhánh vé cổ vé kết hợp với cái epitin đó bông. Thì bà con đưa vô lúc này luôn để quản lý cái bệnh là lem lép hạt đó, thì rất là thuận lợi. Ba sản phẩm này bà con phối trộn với nhau để đưa vô cái cử trước trổ, và kể cả nếu giai đoạn sau trổ thì bà con lặp lại lần hai để quản lý tốt những cái bệnh hại này, để đảm bảo được cái năng suất lúa của bà, cho bà con mình đạt tối ưu.